Bồ Đào Nha kiên quyết chấm dứt chương trình hỗ trợ tài chính như đã dự định. Thủ tướng Bồ Đào Nha, ông Passo Coelho, hôm thứ Tư cho biết đất nước của ông đã kiên quyết sẽ chấm dứt chương trình cứu trợ tài chính như dự kiến trong tháng 6 năm 2014 và sẽ quay trở lại thị trường tài chính để tự tìm kiếm sự tài trợ. Ông Coelho nói, Bồ Đào Nha sẽ chiến đấu để đáp ứng mục tiêu thâm hụt ngân sách trong năm tới ở mức 4% của tổng sản lượng quốc gia. Chính phủ gần đây đã lên ngân sách cắt giảm gần 4 tỷ euro trong chi tiêu cho năm tới để đáp ứng các mục tiêu cứu trợ tài chính. Nhưng Phó Thủ tướng Paulo Portas vào hôm tuần trước cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm để cho đất nước có được sự bền vững và để làm cho mức nợ công giảm xuống. Ông Portas cho biết chi tiêu của chính phủ tính theo bình quân đầu người của Bồ Đào Nha cao hơn khoảng 30% so với mức trung bình của châu Âu khi điều chỉnh theo sức mua tương đương, trong khi gánh nặng thuế cao hơn khoảng 20% so với mức trung bình.